Exciter 150. Quá mới luôn nha mấy anh em ơi. Xe này đi mới có 3.666 cây nha anh em. Biển 66 luôn. Nè anh em dòm nè. Có nó mấy cái màn nó còn chưa có gách nè anh em dòm nè. Mấy cái màn rất là mỏng còn chưa gách nè. Rất là mới luôn nha anh em. Cobo nè anh em dòm. Đèn thui ha. Xe khá là mới nha anh em. Ba ngàn mấy ha. Mới chát anh em ơi. Chủ yếu là lên là báo giá này anh em nha, chứ không có gì để quay đâu. Mới lắm. So với cái xe mà 30 ngoài triệu, 31, 32 thì nó xe này nó đẹp dữ lắm. 2.9 đây nè mấy. Quá mới luôn nha anh em. Nó chỗ cái gấp nó chỗ này vô bên hôm nó chở về đó nè. Nó bị xước xước rồi ha. Cái này cũng không có quan trọng gì. Này anh em về kiếm miếng tem á, dán chùm lên nè. Nó đẹp. Còn ngoài ra là không có lỗi gì hết. Quá mới anh em ơi, màu đen nhám. Màu đen nhám nó phối tem xanh nhìn rất là đẹp anh em ha. Bao zin, bao mới, bao đẹp. Rồi, ok anh em, vậy thôi. Anh em cần thì liên hệ với anh Trường sang giùm phép nha anh em. Rồi, xin cảm ơn.